Chào tất cả các em, nay chúng ta sẽ cùng nhau sang thầy bài số 6, đó là cung chứa góc. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài được coi là khó nhất của cái chương này. Vì thế nên là các bạn sẽ học cho thầy những cái cốt lõi nhất của nó thôi. Chúng ta sẽ không đi sâu vào nó làm gì. Thì cái câu chuyện của chúng ta đặt ra như sau. Nếu như các em làm những cái bài mà 4D trong đề thi vào lớp 10 ấy, sẽ có những cái bài toán bài yêu cầu các bạn đi tìm quy tích của một cái điểm gì đó khi một điểm gì đó di chuyển. Thì ở trong phần hình làm phần này các em sẽ có một cái bài toán, đó là bài toán quy tích về cung chứa góc. Quy tích có nghĩa là tập hợp tất cả các cái điểm và thỏa mãn một cái tính chất gì đó. Thì chúng ta sẽ xét một cái bài toán quy tích cung chứa góc. Thì các em thấy rằng là kết quả của cái bài toán này, đó là với một đoạn thẳng AB cố định và một góc alpha, alpha này lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ cho trước. Thế thì quy tích tất cả những cái điểm M mà thỏa mãn đó là góc gì? AMB mà bằng alpha, đó là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái cách mà chúng ta vẽ cung chứa góc alpha như nào. Thì chúng ta có thể nhìn cho thầy hình hình 40 A và B đấy. Người ta đã vẽ cho các em rất là rõ rồi. Thì chúng ta sẽ có những cái bước để các em gì đấy, các em vẽ cung chứa góc này. Và chúng ta tổng hợp lại. Thì thật ra một cách giải một cái bài toán quy tích thì gồm có 3 bước. Đó là phần thuận, phần đảo và kết luận. Tuy nhiên ở trong phần này chúng ta sẽ chỉ sử dụng cho thầy đó là một phần trong phần này thôi, đó là chúng ta gì kết luận thôi. Ta không có thời gian, chúng ta có thể làm được hết tất cả 3 phần này. Làm 3 phần là nó đầy đủ nhất. Và mình sẽ tóm lại, mình sẽ chỉ ra cái cách vẽ này và chỉ ra là quy tích ở đâu thôi. Chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta chỉ ra 3 phần này. Thì phần bài tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cho thầy những cái bài tập ở trong sách giáo khoa để giúp các em hiểu kiến thức cơ bản nền tảng. Phần này sẽ liên quan tới những cái tính chất như là kết hợp với các cái góc mà các em học ở bài hôm trước và những cái tính chất mà các em ở cũ, để chúng ta phải đi tính được xem là cái góc AMB nó bằng alpha, thì góc alpha này trong cái trường hợp cụ thể nó bằng bao nhiêu độ. Thì những cái bài trong sách giáo khoa giúp các em làm điều này. Cuối giờ còn thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra để giúp các em hiểu được nội dung bài hôm nay. Bài hôm nay khá là khó hiểu nên là mọi người phải hết sức tập trung vào. Và phần này nếu như thi, nó sẽ thi vào câu cuối cùng của phần hình. Nên là nó cũng rất là ứng dụng, không phải là quá nhiều, nó lại khó nữa. Nên là các em học ở mức độ là biết nó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thầy phần đầu tiên. Đó là một nhỏ bài toán quy tích cung chứa góc này. Câu chuyện đặt ra của mình như sau. Các bạn ghi thành một cái bài toán nào. Ở đây cho một đoạn thẳng AB này và một góc gì đây? Alpha. Cái chữ dấu 2, cái số như số 2 như này mình đọc là alpha nhá, nó bỏ cái móc ở trên đầu đi. Em nhìn thấy không? Đây là ký hiệu của La Mã đấy. Alpha này, cái này đấy đọc là alpha nhá, đọc là alpha. Alpha là một góc. Góc này là lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ. Người ta yêu cầu các bạn đó là tìm quy tích các cái điểm M thỏa mãn, đó là góc AMB bằng góc alpha này. Thế thì chúng ta sẽ vẽ thầy đoạn thẳng. Cách làm của ta như sau này. Quy tích này sẽ như sau, thầy tổng hợp lại nhé. Đầu tiên, giờ người ta sẽ có một kết luận như sau. Đó là tập hợp các điểm M như thế này sẽ là nằm trên hai cung và chứa góc alpha, và cách vẽ như sau này. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ cho thầy một đoạn thẳng gì đây? Vẽ cho thầy một đoạn thẳng AB. Để lấy thước kẻ đi. Vẽ đoạn thẳng AB. Và hôm nay sẽ sử dụng liên quan tới cả thước đo độ, sau đó lại cả gì? Cả compa nữa nha. Em xong chưa? Vẽ cho thầy một đoạn thẳng AB xong chưa? Sau đó các bạn sẽ vẽ một tia, đó là tia gì? Tia AX. Vẽ thầy một tia AX. Sao cho góc BAX
góc BAX bằng góc alpha. Mọi người vẽ đi. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường thứ nhất là góc alpha của chúng ta nó là góc gì đây? Góc nhọn. Vẽ trước đi. Như này các em vẽ được chưa? Bây giờ là qua điểm A. Qua điểm A chúng ta sẽ vẽ cho thầy một tia, là tia X nha. Vẽ cho thầy một tia AI. Và tia AI này vuông góc với tia AX. Chúng ta cùng nhau vẽ hình đi. Mọi người lên vẽ cái hình này nó bé thôi, đừng có vẽ to quá nhá. Vẽ thầy một tia vuông góc với tia X nào. Chưa? Em gọi cái tia này là tia gì đấy? Tia AI. Người được chưa? Vẽ tia AI sao cho góc XAI bằng gì? 90 độ nhá. Được chưa các bạn? Bây giờ các bạn sẽ vẽ tiếp cho thầy đường trung trực của AB. Nào, vẽ tiếp cho thầy đường trung trực của AB. Các em còn nhớ vẽ đường trung trực như nào không? Chúng ta lấy cho thầy một điểm gì? Một điểm Y đi. Là trung điểm của gì? AB. Hoặc là lấy điểm H cũng được. Điểm này mình gọi điểm H là trung điểm của AB như này. Từ H các bạn vẽ cho thầy một cái đường thẳng D. Từ H vẽ thầy một đường thẳng D. Đường thẳng D này vuông góc với gì đấy? Vuông góc với AB. Em vẽ được hình chưa? Thì cái đường thẳng D này người ta gọi là đường gì? Đường trung trực của gì? Đường trung trực của AB. Thì cái đường thẳng D này và tia AI mình vừa vẽ lúc nãy nó giao nhau tại gì? Giao nhau tại O. Giao nhau tại O được chưa? Thì bây giờ là từ O, từ O các bạn sẽ vẽ thầy một cái đường tròn có tâm là O, bán kính gì OA. Các bạn vẽ đi. Ô, chỗ này các bạn vẽ thầy một nét đứt nhá, còn bắt đầu từ chỗ này vòng lên là nét gì, nét liền nhá. Mọi người có tưởng tượng được không? Tôi vẽ chỗ cái nét mà phía dưới này các bạn vẽ cho thầy bằng nét đứt nha. Đấy, đẹp chưa? Rồi. Thế thì đây, tập hợp. Đây cái cung gì đây? Cái cung gì đây? AMB ở đây. Thì người ta gọi là cung chứa góc alpha. Và trên này, trên này các bạn lấy cho thầy một điểm gì đây? Lấy một thời điểm M. Đấy, đây là thầy điểm M. Thì cái góc AMB này của chúng ta nó bằng với góc gì đây? Góc alpha. Và nếu như mà các em vẽ tiếp, vẽ tiếp phía dưới này, chúng ta sẽ có một cung nữa phía dưới này. Mọi người tưởng tượng được không? Có hai cung. Đấy, hai cái chỗ này là nét liền nha. Còn đây là cung gì đấy? ANB. Thế thì người ta sẽ nói rằng là tập hợp tất cả các cái điểm M thỏa mãn góc AMB bằng góc alpha. Đấy. Là hai cung chứa góc alpha. Đó là cung AMB ở phía trên. Không tính cái nét đứt ở dưới này nha. Và cái cung gì đây? ANB ở phía gì? Phía dưới. Thì đấy chính là người ta gọi là bài toán quy tích, đúng không? Cái cung này là vẽ nó đối xứng với cung này nhá, hai cung này đối xứng nhau. Thì đây là trong trường hợp góc alpha của ta là góc gì? Góc nhọn. Chúng ta ghi cho thầy kết luận như sau. Thầy nhắc lại là phần này sách giáo khoa người ta nói rất là kỹ, tuy nhiên nếu mà chúng ta học vào nó rất là dối. Mình chỉ tổng hợp lại cái kết quả mà nó đạt được thôi, và mình dùng nó để mình làm bài tập. Các em hiểu cái cách học chưa? Vì nếu mà học sâu quá các em thấy nó dối. Bây giờ chúng ta ghi cho thầy như sau. Với đoạn thẳng AB, ghi kết luận chưa? Ghi cho thầy là với đoạn thẳng AB. Với đoạn thẳng AB, các em vẽ hình đi.
đang yêu thầy như sau này. Với đoạn thẳng AB và một góc alpha, và một góc alpha, chưa? Với góc alpha của ta là lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 180 độ. Cho trước, cho trước thì quỹ tích, thì quỹ tích các điểm M, thì quỹ tích các điểm M thỏa mãn góc AMB bằng góc alpha là hai cung chứa góc alpha, là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB, dựng trên đoạn AB. Em có hiểu chưa? Em có hiểu là tại sao mà là hai cung chưa? Đây, nhìn thấy có một cung ở trên, đó là cung gì đây? AMB. Và thêm một cung ở dưới là cung gì? ANB. Đang yêu thầy thêm những cái nhận xét này. Hai cung này là cung AMB và ANB. Hai cung này là hai cung AMB. Cung nhá, cung các bạn viết đường cong nhá. Và cung gì đây? ANB. Đó. Đang yêu thầy những cái nhận xét về hai cái quy tích này, về hai cái hình vẽ bên trên và bên dưới như này. Thứ nhất này, đó là hai cung chứa góc này có đặc điểm, đó là nó đối xứng với nhau qua đường thẳng AB. Đối xứng là gì? Các bạn nhìn thấy cái này mà mình lập xuống dưới, nó phải là nó trùng vào nhau không? Đối xứng có nghĩa là các em lấy một điểm trên này thì các bạn lấy một điểm đối xứng thì lại được một điểm phía dưới, thì người ta gọi đối xứng. Ta ghi thành như sau: hai cung chứa góc alpha, cái thứ nhất này là hai cung chứa góc alpha là hai cung tròn đối xứng, là hai cung tròn đối xứng qua đường thẳng gì? Qua đường thẳng AB. Ở đây người ta gọi là đối xứng trục đấy, đúng không? Nhận xét tiếp theo: hai điểm A và B chỉ thuộc quỹ tích. Hai điểm AB thuộc quỹ tích. Có nghĩa là người ta đi tính cả cái gì đây? Tính cả hai điểm AB nhá, thuộc quỹ tích. Nhận xét tiếp theo, đó là trong trường hợp mà góc alpha của chúng ta nó bằng 90 độ. Thì cho thầy như sau: nếu alpha mà bằng 90 độ thì lúc này là các bạn rơi vào trường hợp đặc biệt. Các bạn vẽ lại hình cho thầy. Thì trong trường hợp này là mỗi một cung nó sẽ là một nửa đường tròn, và khi em ghép lại với nhau nó sẽ là một gì? Một đường tròn. Vậy chúng ta vẽ cho thầy lại, vẽ lại hình và vẽ cho thầy một đường gì đấy? Một đường tròn luôn đi. Các bạn lấy compa nào, quay cho thầy một đường tròn. Lấy compa và quay cho thầy một đường tròn đi. Có tâm là gì đây? Có tâm là O. Lúc này AB đóng vai trò là đường kính. AB đóng vai trò là đường kính ở giữa. Và trong trường hợp này, điểm M của chúng ta nằm ở đây. Đó, các bạn nhìn thấy M vuông chưa? Thì lúc này là cung AMB là phía trên, là một nửa phía trên này. Cung ANB là nửa phía gì đây? Nửa phía dưới. Người ta sẽ nói như sau này. Đó là quy tích các cái điểm M mà nhìn AB dưới một góc vuông, đó là đường tròn đường kính gì? AB. Đó. Ta ghi cho thầy như sau: Quy tích các điểm nhìn đoạn AB cho trước, nhìn một đoạn
AB cho trước. Nhìn đoạn AB cho trước dưới một góc vuông. Dưới một góc vuông có nghĩa là dưới một góc bao nhiêu độ đấy? 90 độ đấy, người ta nói hoa mỹ thành là dưới một góc vuông. Là đường tròn đường kính AB là đường tròn đường kính AB. Em đã hiểu tại sao nó lại là đường kính chưa? Nó thành đường tròn đường kính AB không? Tại vì nửa trên nó là một nửa đường tròn phía trên này, ở dưới là nửa đường tròn phía dưới này, thì đây hai cái nửa này nó suy ra thành hai cái này, nhìn thấy chưa? Rồi chúng ta ghi thêm cho thầy, đó là ghi gì, ghi về gì đây, ghi về cách vẽ đúng không? Nhận xét thêm nữa này, cung AMB là cung chứa góc alpha, thì cung ANB gọi là cung chứa góc 180 độ trừ alpha. Các bạn dở lại thầy hình 41. 41. Ta viết thầy là cung AMB. Cung AMB. Cung AMB. Là cung chứa góc alpha, là cung chứa góc alpha, thì cung ANB, thì cung ANB là cung chứa góc một trăm tám mươi độ trừ alpha. Rồi, vậy các em đã hiểu kiến thức sơ bộ về phần này chưa? Một câu hỏi đặt ra như này, đó là làm thế nào được vẽ cái này được, đúng không? Thì bây giờ mình nói lại cách vẽ nhá. Thầy vừa vẽ các em rồi, nhưng bây giờ mình nói lại nhá. Chúng ta nghe thầy sang phần thứ B. Đó là cách vẽ. Cách vẽ cung chứa góc. Cách vẽ cung chứa góc alpha. Nào, chúng ta nhớ lại thầy, bước 1 đầu tiên các bạn vẽ gì đây? Các bạn có thể vẽ đường thẳng D này trước, nghĩa là mình vẽ đường trung trực của gì? Của AB. Ta như thầy như sau. Bước 1 có các bạn có thể vẽ đường trung trực. Vẽ đường trung trực D của gì đây? AB, đấy là bước 1. Bước thứ hai đó là các bạn vẽ một tia x. Vẽ tia AX tạo với AB, tạo với AB góc alpha. Sau đó các bạn sẽ vẽ tia AI, vẽ tia AI và tia này vuông góc với tia AX mới vẽ. Đấy, các bạn nhìn thấy thầy vẽ tia AI, AX đi không? Vẽ tia AX này tạo với góc, tạo với AB một góc alpha, và vẽ tiếp TAI này vuông góc với gì? Vuông góc với AX. Sau đó là nó giao, giao với D tại điểm gì? Tại điểm O. Lúc này các bạn sẽ vẽ, lúc này chúng ta sẽ vẽ cung AMB, vẽ cung AMB có tâm là O, bán kính OA, bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia x, sao cho cung này, cung này là cung nào? Cung này chính là cái cung AB đấy, nằm ở nửa mặt phẳng, nằm ở nửa mặt phẳng bờ là AB nhưng mà lại không chứa tia x. Không chứa tia x có nghĩa là mình lấy cái nửa phía trên này các bạn nhìn thấy không, còn nửa phía dưới này là nét gì đây, nét đứt, các bạn bỏ, mình lấy nửa phía trên. Vậy các em đã hiểu cách vẽ chưa?
Rồi, trên đây nó là cái phần lý thuyết của chúng ta. Thế còn cái phần tiếp theo đó là phần 2 nhỏ, đó là cách giải bài toán quy tích. Thì ở đây thầy chỉ nhắc qua thôi, ta ghi luôn ở đây nhá. 2 nhỏ, cách giải bài toán quy tích. Cách giải bài toán quy tích thì nó gồm có 3 bước. Gồm có 3 bước. Đó là phần thuận, phần ảo và phần thuận. Phần thuận, đảo và gì? Kết luận. Phần thuận có nghĩa là mọi điểm có tính chất T thì thuộc hình H, và ngược lại là mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất T. Còn kết luận có nghĩa là em nói xem là có mấy trường hợp nhá. Rồi, bây giờ chúng ta thầy tổng hợp lại này, phần này nó hơi khó nha. Chốt lại kèm nắm được cho thầy như sau này. Đây, chốt lại học của thầy đúng cái kết luận này thôi. Đọc này, với đoạn thẳng AB và một góc alpha, cái này bỏ cái đóng một ngoặc này đi cho thầy nhá. Alpha lớn hơn 0 độ, nhỏ hơn 180 độ cho trước thì quy tích các điểm M thỏa mãn góc AMB bằng alpha là hai cung chứa góc alpha dựng trên đoạn AB. Em nắm được chưa? Và chúng ta không cần phải nói về việc là mình dựng như thế nào, mà chúng ta chỉ là kết luận nó thôi. Và vẽ hình ở đây, vẽ hình ở đây. Nắm được chưa? Và cái bài tập của mình sau đây, mình học được cái mình sẽ học những điều sau này. Thứ nhất đó là mình phải tính được xem góc alpha trong từng cái bài cụ thể ấy, nó bằng bao nhiêu độ. Đấy, sau đó mình kết luận đó là quy tích chính là gì? Quy tích chính là hai cung chứa góc alpha dựng trên một đoạn thẳng AB. Vậy ở đây cái gì cần cố định các em? Cái gì cần cố định? Đó là đoạn thẳng AB cố định. Nghĩa là bài nào người ta cho AB cố định thì đó chính là gì? Đó chính là cái đoạn thẳng mà dựng trên này. Và trong những cái bài tập người ta bắt các em đi tính gì nhỉ? Đi tính góc alpha cố định. Cố định có nghĩa là nó bằng bao nhiêu độ hoặc nó bằng một cái giá trị cố định, đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau làm cho thầy bài tập trong sách bài tập nhá. Nào, các bạn giờ thầy sách giáo khoa nhá. Bài số 44 trang gì đây? 86. Mọi người đọc được đề bài chưa? Chúng ta đọc đề này, đọc lên một cái là các em phải biết ở đây là bài toán quy tích cung chứa góc.
Cho tam giác ABC vuông tại gì đây? Vuông tại A. Đây có một thông tin quan trọng là có cạnh gì cố định đây? BC cố định. Vậy BC của chúng ta sẽ đóng vai trò giống như kiểu gì AB bên này, đúng không? Còn Y là giao điểm của ba đường phân giác trong nha. Ba đường phân giác trong. Phân giác trong có nghĩa là sao lại người ta phải thêm từ trong? Tại vì có phân giác ngoài và giao điểm của đường phân giác ngoài người ta gọi là đường tròn bằng tiếp. Vì thế người ta phải nói rõ rằng là đường phân giác trong. Tìm quy tích điểm Y khi A thay đổi. Mọi người nắm được cái đề bài chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình. Ở trong cái hình này các bạn sẽ vẽ thầy tam giác ABC nằm xuống nha. Vẽ thầy một cái tam giác ABC mà có cạnh huyền nằm xuống như này. Mọi người vẽ được cái hình chưa? Ở đây là vuông tại đâu đây? Vuông tại A này. Ở đây là B này. Ở đây là C này. Em vẽ được hình chưa? Bây giờ là muốn vẽ được tia đường phân giác thì các bạn làm như sau. Vẽ nhanh nhá. Các bạn vẽ thêm một cái cung tròn được chưa? Vẽ thêm một cái cung tròn. Sau đó các bạn chấm ở giữa. Đấy, sau đó nối. Đấy là cách vẽ nhanh nhất. Đó. Tương tự như đây, đối với C thì mình vẽ hai vạch vào. Sau đó mình nối. Thì hai này cắt nhau tại đâu đây? Tại Y. Tại Y. Sau đó chúng ta vẽ tiếp A với gì? A với Y. Đấy. A với Y. Thì ở đây chúng ta có cái đường này là đường phân giác. Mọi người vẽ ra. Bây giờ người ta bảo là đi tìm gì đây? Tìm quy tích điểm Y khi A thay đổi. Bây giờ các bạn phải bám vào cái kết luận này để các em đi tìm này. Thứ nhất là ta cần phải có một đoạn thẳng cố định. Đoạn thẳng này đó là đề bài người ta cho. Nhìn cho thầy. Nào, trong cái đề bài này là cạnh nào là cạnh cố định? Đúng rồi. Chỉ có duy nhất là cạnh BC là cạnh cố định. Vậy BC đóng vai trò giống như là AB ở bên này, hiểu chưa? Thế còn điểm Y chính là giống như điểm gì? Điểm M đây. Thế thì các bạn phải suy ra là ta phải đi tính được cái góc BIC này bằng một giá trị cố định. Thế có phải là các em suy ra là đáp số không? Thì nếu mà chúng ta đi tính được góc BIC này cố định thì các em suy ra là tập hợp quy tích, đúng không? Tập hợp quy tích các cái điểm Y là mấy cung? Bây giờ xác định là mấy cung? Tức là hai cung, đúng không? Hai cung chứa góc gì đây? Góc này chúng ta sẽ có bao nhiêu độ thì viết ở đây. Dựng trên đoạn thẳng BC. Đấy, thì đấy là cái kết luận của chúng ta. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để các em tính được góc BIC bây giờ thì cần phải suy nghĩ nào. Bài này các em thấy rằng là người ta cho các em một thông tin, đó là tam giác ABC là tam giác vuông tại gì đây? Vuông tại A. Chỉ có đúng duy nhất một cái thông tin đấy thôi, đúng không? Thì các em thấy rằng là góc BIC của chúng ta, các bạn nhìn thấy cái đường phân giác AI này, nếu mà nó kéo dài ra nó sẽ băm cái góc BIC ra thành là hai góc không? Để cho dễ, ta sẽ gọi đây là góc gì? Y1. Đây là góc gì đây? Y2. Hai cái đường phân giác này mình không kéo dài nó nhìn nó dối. Đấy, các nhìn thấy chưa? Ta cần phải nắm được cơ thầy. Ở đây các em gọi cái tia này, các em gọi là tia gì đây? Kéo dài ra các em gọi là tia gì? AX đi. Các bạn nhìn thấy góc A1 đây không? Góc A1 này chính là góc ngoài của tam giác gì? ABI không? Các em còn nhớ tính chất của góc ngoài không? Góc ngoài thì bằng là tổng hai góc trong không kể với nó. Vậy cái góc Y1 này sẽ bằng đánh cho thầy đây là góc gì? A1, đây là góc gì? B1. Thì góc Y1 này bằng góc A1 cộng góc B gì? B1.
Hiểu chỗ này chưa? Tương tự như vậy, góc I2 sẽ là góc ngoài của tam giác AIC. Vậy I2 này sẽ bằng góc A2 cộng với góc gì đây? C2. Thế mà thấy rằng là vậy I1 cộng I2 tổng lại ra góc IBC đúng không? Nó sẽ bằng A1 cộng A2, thế phải ra được 90 độ không? A1 cộng A2 ra 90 độ. Thế còn B1 cộng C2 này ra bao nhiêu độ? Thì các em suy nghĩ này. Cái góc B1 này này, nó bằng một nửa của góc gì? Một nửa góc B. Còn góc C2 này bằng một nửa góc gì? Góc C. Vậy đem cộng lại, ta có góc B cộng góc C chia 2 là 90 chia 2 cộng bao nhiêu? 90 chia 2 bao nhiêu? 45. 90 cộng 45 bằng bao nhiêu? 135. Đấy thì đáp số bài này alpha là 135 độ. Và các bạn sử dụng là góc ngoài của một tam giác. Đấy thì bài này hơi khó đúng không? Kiến thức góc ngoài em học từ hồi lớp gì? Lớp 7. Nên là phần này hơi khó. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau trình bày cho thầy như sau. Thằng này thực ra là mà các bạn không cần phải đánh đây là x đâu. Em đánh hình vẽ giống thầy đi, chúng ta trình bày nào. Ta ghi cho thầy như sau. Xét tam giác ABI. Người tập trung vào nhìn vào hình nhá. Kiến thức nào mà của lớp 7 và lớp 8 các em chưa biết thì các em bổ sung vào. Chúng ta vừa học lớp 9 nhưng phải vừa ôn lại. Kiến thức nào mà nó dùng hữu hiệu nhiều thì nói. Tính chất về góc ngoài này dùng rất nhiều ấy. Đã có một năm thi đại học mà thi về cái tính chất này rồi đấy. Xét tam giác ABI thì chưa? Mình nhìn hình đi. Theo tính chất góc ngoài của tam giác. Theo tính chất góc ngoài của tam giác. Các bạn có góc gì? I1 bằng góc ngoài của một tam giác thì bằng tổng hai góc trong không kể với nó. Nghĩa là bằng góc A1 cộng với góc gì hả các em? Đúng rồi, cộng với góc gì? B1. Người hiểu cái này chưa? Đánh như thầy đây là một gì? Một nhỏ. Tiếp tục lại xét tam giác AC gì đây? ACI cũng theo tính chất góc ngoài. Theo tính chất góc ngoài của tam giác. Theo tính chất góc ngoài của tam giác. Các em có góc I2 bằng, nó sẽ bằng góc gì? A2 cộng với góc gì đây? C2. Đánh như thế là hai nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đem cộng vế của 1 và 2 nhé. Chúng ta ghi ra như sau. Nó là cộng 1 với 2. Cộng 1 với 2. Ta có. Các em lấy góc I1 cộng với góc gì đây? I2 bằng. Thì các bạn nhóm vào. Các em lấy A1 cộng với góc A2 và B1 cộng với gì đây? C2. Thế mà I1 cộng với I2 nó chính là góc gì? BIC bằng tổng của hai góc này lại bằng gì đây? Bằng góc BAC. Chính là bằng 90 độ đấy. Thế còn nhìn I1, B1 thì bằng góc ABC
chia 2. Thế còn C2 bằng góc ACB trên 2 bằng, thay đôi ở đây là 90 độ cộng với cái này, hai cái này tổng 90 độ chia 2. Vậy kem được bao nhiêu độ? 135 độ. Hiểu chỗ này chưa? Vậy quy tích điểm Y khi A thay đổi là gì? Là gì? Là hai cung tròn, là hai cung chứa góc 135 độ dựng trên gì? Đoạn BC. Đó, là kết luận nha. Bài này chúng ta đang học là đang học ở đúng ở cái nói mình chỉ dựng ở cái phân khúc, đó là mình làm cái phần thuận và mình kết luận thôi, còn cái phần đảo mình không làm đấy. Viết này vậy này. Quy tích. Em nghe thấy bài toán quy tích nó thì khó rồi. Nhưng mà chúng ta học ở đây chúng ta hiểu được cái bài 6 này thôi. Vậy quy tích điểm Y. Vậy quy tích điểm Y khi A thay đổi. Khi A thay đổi là hai cung chứa góc, là hai cung chứa góc, góc bao nhiêu độ? Một góc 135 độ dựng trên đoạn BC, dựng trên đoạn BC. Em hiểu bài số 44 sách giáo khoa này chưa? Cái cần phải học ở đây là gì? Ta phải kiếm được cái đoạn thẳng BC cố định là 1. Ta phải tính được cái góc alpha bằng một góc cố định hoặc là tính hẳn ra bao nhiêu độ là 2. Đấy, phải nắm được cho thầy điều đấy và học cái kết luận. Kết luận mặc dù đơn giản thôi nhưng người ta đã vất vả người ta chứng minh ở bài số 6 này. Và việc cái dựng cái này nó sẽ có hai cung tròn như này này. Ở trong cái trường hợp mà góc này là góc tù, 135 độ nó vượt quá 90 người ta gọi là góc tù. Thì nếu như vẽ thì mình vẽ bút đỏ thì thầy vẽ cho các em nhìn này. Nó là hai cung như này. Cung phía trên như này. Người nhìn thấy chưa? Đây là nửa gì đấy? Nửa trên đấy, BM gì? BMC đấy, còn nửa phía gì đấy? Phía dưới nữa này như này nữa. Đây là BNC, hiểu không? Em hiểu được cái quy tích nó không? Tại sao lại có cả nửa phía dưới này nữa? Thì tam giác này có thể xuống dưới này, đúng không? Nó biết là nó vuông là được. Rồi, chúng ta chuyển sang bài tiếp theo.
Nào, đầu tiên các bạn sẽ cùng nhau vẽ hình thoi ra. Em biết rằng là hình thoi chính là một tứ giác, nó có mấy cạnh bằng nhau, nó có bốn cạnh bằng nhau và tính chất đó là hai đường chéo vuông góc. Vậy thì thực ra nếu mà muốn vẽ tốt, các bạn vẽ hai đường chéo trước. Chúng ta vẽ như sau. Đây, các bạn vẽ thấy đường chéo dài trước, lấy trung điểm lại vẽ tiếp đường chéo ngắn trước, chưa ngắn sau. Thì hai cái đường chéo làm sao vuông góc đấy, các em lấy trung điểm như này, chưa nối vào. Các em hiểu cách vẽ hình thoi chưa? Để hai đường chéo của nó thì mình vẽ được tốt được. Ở đây người ta có những cái thông tin này. Ở đây là đánh cho này, đây là A đi, đánh chỗ này là B đi, hay là C, chỗ này là gì đây, là D. Cho hình thoi ABCD này có cái gì cố định đây các em? AB cố định đúng không? Vậy AB chính là cái đoạn thẳng cố định. Tiếp theo này, tìm quỹ tích giao điểm O. Hai đường chéo là đường nào các em? Đây là đường gì? AC và đường gì đây? BD. Chúng cắt nhau tại gì đây? Tại O. Các em có một đặc điểm, đó là hai đường chéo, hai đường chéo làm sao? Là vuông góc với nhau. Vậy chúng ta có góc, chúng ta có góc gì? AOB. Các em nhìn hình vẽ không? Góc này sẽ bằng bao nhiêu độ đây? 90 độ. Có phải là đây chính là quy tích của những cái điểm mà nhìn đoạn thẳng dưới một góc vuông chưa? Thì quy tích của nó sẽ là một đường gì? Nó sẽ là một đường tròn. Có tâm là gì đấy? Một đường tròn. Và đường kính của chúng ta chính là AB nhá. Nhưng mà các em nhìn này, cái điểm O này chúng ta ấy, nó chỉ là nửa phía trên được thôi, đúng không? Là nửa đường tròn thôi. Ta cùng nhau viết thành như sau. Các bạn vẽ cho thầy cái nửa đường tròn như này. Đấy, đây là nửa gì đây? Nửa trên, đúng không? Là nửa đường tròn, đường kính AB. Em ơi, ở bài số 44 này các bạn sửa lại cho thầy một chút. Đó là chúng ta sẽ không có cái nửa phía dưới được. Nha các em nha. Không có nửa phía dưới đâu. Chúng ta sửa lại thầy nó là một cung thôi. Một cung thôi, chứ không phải hai cung. Nha, sửa là xóa thầy từ số 2 đi. Nó không là hai cung được, lý do là điểm Y không thể là chạy xuống dưới này được. Điểm Y chạy xuống dưới nó lại là ra đường tròn gì? Ra đường tròn bằng tiếp rồi, không ra được cung phía dưới đâu, nó chỉ ra cung phía gì thôi, cung phía trên thôi. Thì các em ghi là cung chứa góc 135 độ dựng trên đoạn BC. Ta hiểu chỗ này chưa? Thì giống như cái hình bài 45 này, nó chỉ là nửa đường tròn phía trên này thôi, ô không thể xuống dưới này được. Ô xuống dưới này thì ô nằm ngoài rồi, nó không phải là giao điểm của hai đường chéo nữa, nhá. Vậy chúng ta sẽ ghi cho thầy đó là nửa đường tròn. Quy tích của điểm O ấy chính là nửa đường tròn với đường kính là gì? AB. Nửa này là cung nằm trên nửa mặt phẳng, bờ là AB chứa hình thoi ABCD nhá. Ta ghi cho thầy như sau. Ta có AC vuông góc với gì đây? BD. Em viết ra là vì tứ giác ABCD là hình thoi. Hãy nhớ về tính chất của hình thoi nhá. Đó là hình thoi là hai đường chéo làm sao đấy vuông góc với nhau,
Đây các em suy ra góc AOB nó bằng là 90 độ. Ta viết thành như sau này. Quy tích giao điểm O. Ta ghi thêm chữ vậy vào đây. Vậy quy tích, vậy quy tích giao điểm O, giao điểm O của hai đường chéo, của hai đường chéo của hình thoi, quy tích giao điểm O của hai đường chéo của hình thoi, của hình thoi là nửa đường tròn, là nửa đường tròn đường kính AB, nửa đường tròn đường kính AB nằm cùng một phía với hình thoi có bờ là AB, nằm cùng phía với hình thoi, với hình thoi có bờ là AB. Có bờ là AB. Nằm trên cùng một nửa mặt phẳng, nằm cùng phía. Nghĩa là mình sẽ có một nửa phía dưới này, nằm khác phía phía dưới này. Thì mình phải nằm ở phía trên này, nửa phía trên nhá. Thì đấy là bài số 45. Ta chuyển sang bài tiếp theo nào. Nào, đây một câu chuyện đặt ra. Đó là dựng một cung thôi nha. Người ta yêu cầu là dựng một cung thôi, người ta không bảo dựng hai cung. Dựng một cung chứa góc 55 độ trên đoạn AB bằng 3 cm. Vừa nãy thầy nói với cách nào mà đúng không? Bây giờ ta làm lại. Đầu tiên, các bạn sẽ vẽ một đoạn thẳng AB dài mấy cm đây? 3 cm. Chúng ta cùng nhau vẽ hình đi. Đây là A này. Đây là gì đây? Đây là B này, nhìn thấy chưa? 3 cm. Nhưng đúng trên vở của các em phải đúng là 3 cm nhá. Trên bảng thì thầy mô phỏng là đây là 1, 2, 3 cm. Bây giờ bước 1 đầu tiên, các bạn sẽ dựng một đoạn thẳng AB dài 3 cm. Mọi người đều làm luôn đi. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đường trung trực của AB. Vẽ như nào? Các bạn sẽ lấy cho thầy trung điểm gì đây? Trung điểm H của AB. Lấy cho thầy trung điểm H của AB từ H
dựng một đường thẳng gì vuông góc với gì AB, em gọi đây là đường thẳng D. Thì đường thẳng D trên bảng chúng ta gọi là đường trung trực của gì AB. Và lúc này, và lúc này từ điểm A ta sẽ dựng cho thầy một tia x, lúc này nó bằng 55 độ. Bây giờ các bạn nếu mà chính xác các bạn phải có thước đo độ, dựng cho thầy đúng một góc gì đấy 55 độ. Trên cái thước đo độ của các em là có đơn vị độ 55 độ đấy. Chúng ta ví dụ phía dưới này nha, ví dụ như là ở giữa này là 45, còn thêm khoảng 10 độ nữa. Đây, cái tia này anh em gọi là tia gì đấy? AX. Góc này của ta là góc bao nhiêu độ? 55 độ. Em hiểu chưa? Từ A vẽ cho thầy một tia gì đấy? Vẽ cho thầy một tia, tia AI. Vẽ cho thầy một tia AI. Tia AI vuông góc với tia gì đấy? AX. Nó cắt cái đường trung trực tại điểm gì? Điểm O. Ok chưa? Thế thì từ điểm O này vẽ thầy một cái cung tròn. Vẽ cung tròn phía trên. Đấy, phía trên. Chúng ta vẽ đi, chúng ta sẽ có cái nét phía dưới là nét gì đây? Nét đứt, đúng không? Nét phía dưới này sẽ là nét đứt không 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 là tính này. Đấy, nét phía nửa phía trên. Đấy, thì đây chính là gì? Đây chính là cung tròn. Đây chính là cung chứa góc 55 độ dựng trên đoạn BC bằng 3 cm. Ở đây người ta bắt chỉ dựng có một cung thôi, mình dựng cung phía trên nhá. Nếu mà bắt dùng thêm cung phía dưới, dùng phía dưới là cung ở dưới như này. Hai cung. Hai cung này là đối xứng với nhau qua AB. Rồi chúng ta cùng nhau trình bày nào. Em vẽ xong hình chưa? Bây giờ chúng ta sẽ viết này. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ gì đấy? Vẽ một đoạn thẳng AB. Nó dài 3 cm. Ta ghi thầy như sau. Đầu tiên các bạn sẽ dựng đoạn thẳng AB. Dựng đoạn thẳng AB bằng 3 cm. Chưa? Hôm nay các em phải viết đúng ra, nếu mà trên hình vẽ là phải đúng đấy. Sau đó bây giờ các bạn sẽ phải dựng tia AX sao cho góc BAX bằng 55 độ. Ta viết nào. Dựng tia AX tạo với AB một góc 55 độ. Chúng ta vẽ đường trung trực. Vẽ đường trung trực D của AB. Sau đó các bạn vẽ tiếp. Vẽ tia AI vuông góc với tia AX giao với D tại điểm O. Sau đó các bạn vẽ thầy một cung tròn. Vẽ cung AMB phía trên này. Vẽ cung AMB. Cung này có tâm là O. Bán kính OA. Sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng. Sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng. Nằm ở nửa mặt phẳng. Bờ là gì? Bờ là AB. Nhưng mà không chứa tia AX nha. Như mình vẽ phía trên đấy. Vậy ta viết là vậy.
AMB. Vậy AMB là một cung chứa góc, là một cung chứa góc 55 độ. Vậy các em hiểu bài 46 chưa? Đây là bài toán dựng, đúng không? Chúng ta cùng nhau sang bài 47 nào. Chúng ta cùng nhau tiếp sang bài số 47 này. Người ta kế thừa dựa trên bài 46. Gọi cung chứa góc 55 độ ở hình bài số 46 là cung gì đây? AMB trên hình vẽ. Lấy cho thầy một điểm M1 nằm bên trong góc và một điểm M2 nằm bên ngoài góc. Yêu cầu là chứng minh rằng góc AM1B lớn hơn 55 độ và góc AM2B nhỏ hơn 55 độ. Rồi chúng ta sẽ vẽ phác họa lại, hoặc là chúng ta lấy luôn cái hình vẽ này đi cho nó đỡ bị mất công nhá. Đây người ta bắt yêu cầu lấy M1. Cái vẽ xong cái hình này chưa? Thì vẽ lấy luôn đây là M gì đây? M1. Người ta bắt các em mà chứng minh rằng góc, cái này nó bị trùng nhau rồi. Lấy thêm một điểm khác nó không bị trùng đi. Lấy phía trên này đi. Đấy, đây là M1 này. Thì người ta yêu cầu là chứng minh rằng 47 này dựa trên 46 nhá. Câu A này chứng minh rằng nhá. Góc AM1B. Góc này của chúng ta là lớn hơn 55 độ. Em suy nghĩ ít phút nào. Em thấy nó khó đúng không? Bây giờ chứng minh làm sao lại chứng minh nó lớn 55 độ được? Bây giờ một trong những cái cách chứng minh so sánh lớn hơn nhỏ hơn đó là các em tính nó ra. Nếu như mà mình tính được cái góc AM1B này mà nó tính được bằng là 55 độ, tính được bằng 55 độ mà các em lại cộng thêm một cái góc nào đó nữa thì các bạn sẽ ra được đáp số. Chứng minh suy ra là góc AM1 này lớn hơn 55 độ. Và các em biết rằng là chúng ta phải xác định được cái thằng góc AM1B là góc gì thì chúng ta sẽ có ý tưởng. Các em còn nhớ ở trong bài số 5 các em học về góc có đỉnh ở gì? Bên trong đường tròn và góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn chưa? Vậy góc AM1B là góc bên trong hay góc bên ngoài? Góc có đỉnh ở gì? Bên trong đường tròn, đúng không? Vậy nếu các bạn kéo dài, nếu các em kéo dài M1 dạng này, cắt đây tại gì đây? C. Kéo dài M1B, cắt đây tại gì đây? C, tại D. Thì có phải là góc AM1B, đây là số đo của bằng là nửa tổng số đo của hai cung bị chắn không? Là bằng số đo của cung AB cộng số đo của cung gì? CD chia 2. Em tách ra làm đôi thì nó sẽ bằng là 1/2 số đo cung AB cộng 1/2 số đo cung gì? CD. Mà cái góc cái cung bình chắn này của chúng ta ấy chính là 1/2 số đo của nó chính là 55 độ. Vậy các em suy ra là góc AM1B bằng 55 độ cộng với 1/2 số đo cung CD thì điều này suy ra chắc chắn lớn 55 độ chưa? Đấy là ý tưởng của chúng ta. Còn nếu mà ý của câu B thì chúng ta lại ngược lại. Lấy cho thầy một điểm gì đây? M2 nằm phía ngoài như này. Người ta giả sử nó cắt nhau tại hai điểm. Đây là P này, đây là Q này. P
Thì lúc này kem có góc AM2B, đây là góc có đỉnh ở bên gì? Bên ngoài, nó bằng là 55 độ trừ đi số đo 1/2 số đo cung PQ, chắc chắn nó sẽ lớn hơn gì? Nó sẽ chắc chắn sẽ nhỏ hơn 55 độ. Đấy là cái bài toán của chúng ta. Ta cũng trong trình bày nhé, nó hơi khó đấy. Các bạn nó dựa trên hình của bài 46, các bạn vẽ đè chồng lên luôn nhá. Ta viết cho thầy như sau. Gọi CD là giao điểm của AM1, M1B với cung tròn AMB. Góc AM1B là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Đề bài yêu chúng ta suy ra công thức. Em còn nhớ hôm trước chúng ta học về công thức không? Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn thì sẽ bằng là nửa tổng số đo của hai cung bị chắn, nghĩa là bằng số đo của cung AB cộng với số đo cung gì đây? Nhìn này, thế nào gọi là bị chắn? Đây các bạn gióng lên gióng xuống này, đây là AB bị chắn này, gióng lên là gì đây? Cung CD bị chắn. Là chia gì nhỉ? Chia 2, đây có phải là nửa tổng. Tổng, nửa tổng nghĩa là lấy hai cái số đo hai cung này rồi chia 2, rồi kèm tách làm đôi. Bằng là 1/2 số đo cung AB cộng với 1/2 số đo cung CD. Thế mà các em biết rằng là 1/2 số đo cung AB này chính là bằng góc 55 độ. Bằng 55 độ cộng với 1/2 số đo cung CD. Cái 55 độ lại cộng thêm một góc nữa, vậy suy ra góc AM1B này chắc chắn phải lớn hơn gì đấy? 55 độ. Em hiểu cách làm của câu A chưa? Tương tự như vậy, chúng ta làm câu B. Cái điểm M2 lấy bên ngoài đường tròn, lấy bên ngoài cung tròn nha, chúng ta lại gọi. Bắt người ta bắt chứng minh rằng này. Góc AM2B nhỏ hơn 55 độ. Còn phần A là chứng minh lớn hơn, phần B chứng minh nhỏ hơn. Tương tự như vậy chúng ta lại viết là gọi. Nhìn trên hình vẽ đi, các bạn vẽ cái hình vào đi. Thêm CDPQ vào chưa? Gọi PQ là giao điểm của AM2 và M2B với cung AMB. Thì các em sẽ thấy rằng góc AM2B là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cho thầy công thức. Các em có góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn này bằng nửa gì? Nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn, nghĩa là bằng số đo của cung lớn, nghĩa là bằng số đo cung AB trừ đi số đo cung gì? PQ. Tất cả chia gì nhỉ? Chia 2. Tách ra làm 2 nào. Sẽ bằng 1/2 số đo cung AB trừ đi 1/2 số đo cung PQ. Bằng số đo cung 1/2 số đo cung AB chính là 55 độ đấy, trừ đi 1/2 số đo cung PQ. Thế mà 55 độ trừ đi một góc, chứng tỏ góc gì? AM2B này chắc chắn sẽ nhỏ hơn gì đây? 55 độ. Ở trên đây đó là lý thuyết và bài tập của bài số 6. Giờ để giúp các em hiểu bài hơn, chúng ta cùng nhau làm cho thầy một cái bài kiểm tra nhé.
Chúng ta cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra nhé. Đây là những cái bài mà các em vừa mới học thôi. Bài số 1 này, hãy tìm cho thầy quy tích điểm H khi điểm M chúng ta là thay đổi. Bài số 2, tìm quy tích điểm O của hai đường chéo của hình thoi. Bài số 3 là dựng cho thầy một góc chứa gì đây? Đấy là dựng một khung chứa góc 42 độ trên đoạn thẳng AB 4 cm. Bài số 4 này là gọi cung chứa góc 42 độ là góc cung AMB. Lấy cho thầy một điểm M1 bên trong và M2 bên ngoài cung tròn. Chứng minh rằng góc AM1B lớn hơn 42 độ. Góc AM2B nhỏ hơn 42 độ. Đều là những bài chúng ta vừa mới học thôi. Hãy cùng nhau làm thầy bài này nhá. Chúng ta kết thúc cho thầy bài số 6, cung chứa góc. Đây là một cái bài mà rất là khó học. Vì thế các bạn phải cố gắng để các bạn làm được cái bài tập này để giúp các em hiểu được cái nội dung bài học hôm nay nhé. Ta kết thúc bài giảng ở đây nhé.